Xin chào các khán giả thân mến, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Soviet Mars. Đồng hành với các bạn vẫn như mọi khi là Alexander Sutrev và chúng tôi hiện đang ở nơi sản xuất động cơ, hay nói đúng hơn là phân xưởng lắp ráp. Công việc ở đây đang chạy hết tốc độ giống như mọi khi. Tôi nghĩ có thể bây giờ bạn đang nghe thấy rất nhiều âm thanh kim loại, bởi vì số lượng người ở khu vực mặt bằng của Soviet Mars hiện nay đã là khá lớn. Và chúng ta thấy rằng hệ thống chiếu sáng hiện đang được lắp đặt ở bên cánh gà này. Có đủ chiếu sáng với ánh sáng an toàn cho nhân viên, đèn huỳnh quang có quang phổ đúng đắn và số lumen đúng đắn. Đây có vẻ như là một điều nhỏ nhặt, nhưng các bạn hiểu đấy, việc này luôn liên quan đến việc kia. Và trong chính video này, chúng ta sẽ xem thấy một số mối quan hệ giữa những gì đang diễn ra tại mặt bằng và lý do của nó. Xin nhắc lại rằng bạn và chúng tôi hiểu rất rõ rằng việc xây dựng cơ sở đang đi đến hồi kết thúc một cách hợp lý. Về việc này, chúng tôi cần chuẩn bị một tài liệu phù hợp. Nó gọi là hoàn thành dự án xây dựng. Tức là chúng ta phải bàn giao cơ sở cho Ủy ban Nhà nước, và để làm được điều đó, chúng tôi cần chuẩn bị cả một loạt. Tôi thậm chí có thể nói là một loạt khổng lồ các tài liệu cần có trong khái niệm hoàn thành một dự án xây dựng. Và bây giờ, chúng ta sẽ đi và xem có chút trở ngại nào đang còn ở đâu. Có thể nói rằng đó không phải là trở ngại mà là một quy trình các việc còn cần phải làm. Một trong những mục đó là chiếu sáng, tức là việc thi công phải được hoàn thiện. Tiếp theo là mạng lưới điện tiện ích kỹ thuật. Nào, chúng ta đi. Nếu bạn và tôi, chúng ta nhắc đến mạng tiện ích kỹ thuật, thì chúng ta phải hiểu rằng mạng lưới tiện ích chính là điện, là nguồn cung cấp nước, là hệ thống ống kết nối giúp sưởi ấm chúng ta và làm mát tòa nhà. Bây giờ bạn và tôi đang di chuyển từ khu vực sản xuất sang khu vực nhà kho của tòa nhà của chúng tôi, và chúng ta thấy rằng các phòng đặt các tủ cung cấp điện hiện nay lúc này đang mở cửa và công việc đang tiến hành bên trong. Hệ thống thông gió đang được lắp đặt và điều này phải được thực hiện để tiến tới giai đoạn công việc tiếp theo. Hãy cùng đi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nằm phía sau các tủ cấp điện của chúng ta. Nhân tiện, chúng ta cũng thấy ở đây hệ thống chiếu sáng cũng đã được lắp đặt. Chúng ta đi ra ngoài. Và chúng ta đi vào, xin chào, chỗ của các máy biến áp. Chúng ta thấy có 4 máy biến áp ở đây. Bây giờ đang thấy 2 máy, còn 2 máy nữa ở phía sau cánh cửa tiếp theo. Đang thực hiện việc chuẩn bị để cung cấp điện cho các máy biến áp này và nhận được kết nối đầu vào nguồn điện cố định cho tòa nhà. Làm thế nào để nó hoạt động? Để chúng tôi được cấp phép làm điều này, chúng tôi phải trải qua các kiểm tra tương ứng. Đại diện của Ủy ban Giám sát xây dựng đã đến xem chỗ của chúng tôi và cả bên giám sát kỹ thuật nữa. Thí dụ, đã có một số thiếu sót nhất định được phát hiện ra. Chúng đã được đưa cho chúng tôi và hiện nay chúng tôi đang làm việc để khắc phục và loại bỏ chúng. Và nhờ đó, rồi bạn và tôi có thể đấu nối điện trực tiếp vào tòa nhà. Bạn và tôi, chúng ta thấy rằng ở phía trên có các tấm lưới đã xuất hiện. Các tấm lưới cũng là một loại thông gió. Và phía đằng sau các bức tường, công việc lắp đặt hệ thống thông gió cũng đang được thực hiện. Cho nên mối quan hệ là rất rõ ràng ở đây. Để cung cấp điện cho tòa nhà, chúng tôi cần thực hiện xong công việc liên quan đến hệ thống thông gió, và công việc này đã và đang được hoàn thành. Chúng tôi cần điều này để đến lượt của nó sẽ khởi động trung tâm làm lạnh mà chúng ta sẽ còn đến thăm sau đây. Và tất cả những điều này phải được phản ánh trong các tài liệu liên quan, giấy chứng nhận hoàn thành công việc đã được thống nhất với đại diện của ủy ban và được chính thức hóa trong các giấy tờ đúng biểu mẫu. Và dựa trên kết quả của những việc này mà hoàn tất việc xây dựng tại cơ sở và chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đó là đưa cơ sở vào hoạt động. Do đó, đây là một quá trình khá phức tạp, rất toàn diện và có nhiều điểm giao chéo lẫn nhau. Nào, chúng ta cùng đi tiếp.
Vâng, bây giờ chúng ta đang di chuyển đến gian phòng của trung tâm làm lạnh. Chúng tôi và các bạn đều nhớ rằng ở đây có những cái ống đan sen khá phức tạp. Tất cả các thiết bị đường ống này đang được lắp đặt. Có thứ gì đó đã được sản xuất sẵn tại nhà máy, được mang đến đây và chỉ cần siết ốc mà vặn vào thôi. Có thứ gì đó lại được hàn tại chỗ, dựa trên cấu hình mà chúng ta cần. Tức là quá trình này khá tốn công, cơ bản và rất là cần thiết. Bởi vì, để tôi nhắc các bạn, sưởi ấm một tòa nhà, dù nghe có vẻ nghịch lý đến mức nào đi nữa, vẫn là dễ dàng hơn nhiều so với việc làm mát nó. Và không chỉ làm mát nó, mà còn giữ cố định ở nhiệt độ cần thiết, để trong một gian phòng cụ thể, các hoạt động sẽ diễn ra đúng với những gì cần phải diễn ra. Chỗ nào đó chúng tôi làm việc với chi tiết vi điện tử, còn chỗ nào đó chúng tôi thực hiện quy trình lắp ráp các bảng mạch. Nơi nào đó chúng tôi làm việc với một số lượng lớn các tấm kim loại cần được lắp đặt vào các máy móc. Nơi nào đó nữa chúng tôi lắp ráp các động cơ, nghĩa là tất cả đều rất phức tạp. Còn nơi nào đó chỗ chúng tôi cũng có máy chủ đang hoạt động, nơi đó cũng cần đảm bảo nhiệt độ đúng đắn. Chúng ta hãy đến thăm một chỗ xa hơn, nơi có đặt các máy nén cao áp. Ở đây bây giờ khá là yên tĩnh, chính vì chúng tôi đến đúng vào giờ ăn trưa để không làm phiền ai. Xin lưu ý rằng mọi thứ đã thay đổi khá nhiều kể từ các video trước của chúng tôi. Có nhiều ống kết nối hơn. Các máy nén khi đó chiếm không gian chính của căn phòng này. Còn bây giờ tôi phải nói rằng phần diện tích chính là thuộc về các đường ống. Vì vậy tôi nghĩ bạn có thể tự mình đánh giá tính chất nền tảng và sự hoành tráng của khu vực này. Và một lần nữa, chúng ta quay trở lại vấn đề các mối liên quan. Nếu không có nguồn điện cố định, khu vực này sẽ không hoạt động. Chúng ta sẽ không thể hoàn thành việc xây dựng tòa nhà. Mọi sự rất là logic. Phải không ạ? Chúng ta hãy cùng đi tiếp. Và trong số đó, để cuối cùng chúng tôi có thể hoàn thành dự án xây dựng của mình, chúng tôi không chỉ cần chuẩn bị các kết cấu kỹ thuật lắp đặt khung tòa nhà, mà còn phải thực hiện một số các loại công việc liên quan đến cảnh quan nữa. Chúng tôi có các văn phòng. Mỗi văn phòng được dành cho một mục đích riêng. Ở đó sẽ có các chuyên gia ngồi làm việc. Và có những điều rất đơn sơ đến mức tầm thường liên quan đến việc chỉ dẫn. Các tấm bảng hiệu. Ở đây, bây giờ các bạn có thể thấy trên thiết bị laser, ngay tại đây, chúng tôi đang làm ra, nếu có thể nói như vậy, chính những cái bảng tên này. Ở đâu? Cái này phải không ạ? Nó đã sẵn sàng chưa? Hãy chỉ cho tôi xem. Tôi có thể lấy cái này được không? Xem nào. Vâng, nó đây, thực tế là căn phòng quan trọng nhất. Tất nhiên, không phải cố ý như vậy, nhưng nó là không thể thiếu được. Và cái lớp màng nhựa này đương nhiên cũng sẽ được gỡ bỏ thôi. Mọi thứ sẽ đẹp đẽ, trang nhã và cao trọng. Những bảng hiệu này cũng cần thiết và nó cũng cần phải được thực hiện. Do đó các quy trình hiện đang được thực hiện cả từ hướng này nữa. Ngoài ra các quy trình cũng đang được thực hiện trên các mạng tiện ích kỹ thuật, vân vân. Vâng, tôi còn chưa đề cập đến mảng công việc khổng lồ đã được thực hiện liên quan các hệ thống cảnh báo cháy hoặc trên các hệ thống cảnh báo thông thường khi chúng tôi cần đưa ra các thông báo. Chúng đã được kết nối, đang hoạt động rồi. Ngoài ra, còn các mạng có dòng điện thấp, rồi Internet và mọi thứ cần thiết khác cho cuộc sống của tòa nhà hiện cũng đang được thực hiện. Trong phần đa các gian phòng, chúng tôi đã có các điểm kết nối Wi-Fi, tức là đã có sẵn mọi thứ cần thiết để làm việc thoải mái và thực hiện các nhiệm vụ của mình. Quay lại các vấn đề cảnh quan về các bảng tên, đây là một điểm rất quan trọng. Tôi nghĩ các chàng trai sẽ chỉ có các bạn thấy phiên bản hoàn thiện ở đúng vị trí của nó sẽ trông như thế nào. Còn bây giờ chúng ta hãy ra bên ngoài và dừng lại để nói kỹ, chi tiết hơn về chủ đề này. Vậy bạn và tôi có thể nhìn thấy gì ở ngoài đường này? Trên đường phố này chúng ta thấy đã có trải nhựa đường. Tất nhiên, chúng ta vẫn cần phải giải quyết cho xong vấn đề này vì một số nơi mới chỉ có một lớp, đáng lẽ ra là phải có ba lớp. Nhưng tuy nhiên, chúng ta thấy hoàn toàn không có tuyết. Bạn và tôi nhìn thấy cỏ đã chuyển sang màu xanh. Chúng ta thấy rằng gạch lề đường, có lẽ nói đúng hơn là ở hầu hết trên khắp lãnh thổ, đã được lắp đặt xong. Hôm nay, các nhà thầu phụ của chúng tôi đã đi kiểm tra chất lượng, nơi còn một số thiếu sót sau mùa đông, sau khi dọn chưa sạch tuyết cho khu vực. Tất cả những thiếu sót này sẽ được khắc phục. Công việc đã bắt đầu, các bãi cỏ cũng đã được gieo hạt thêm ở những nơi cần thiết. Việc còn lại là hoàn thành việc lắp hàng rào. Và nhìn chung, mọi thứ ở đây trông cũng rất ngăn nắp và sẽ đáng tôn trọng.
Và để thêm tiện nghi cho nhân viên của chúng tôi và tất cả những người hiện đang làm việc tại công trường, mà ngoài nhân viên của chúng tôi, tức là nhân viên của Solvenmash, còn có một số lượng lớn nhân viên của tổng thầu và các nhà thầu phụ khác cũng làm việc tại đây. Việc lắp đặt các ghế dài đã bắt đầu. Tức là những cái ghế đầu tiên đã được lắp đặt, các thùng rác đã được giao hàng rồi, chúng sẽ được đặt rải khắp trên lãnh thổ. Cây cối cũng sẽ được trồng. Tức là cả khu vực này sẽ được biến đổi hoàn toàn và chỉ trở nên càng ngày càng tốt hơn thôi. Và nhiệm vụ của chúng tôi với bạn không phải chỉ là hoàn thiện xây dựng tòa nhà, mà còn tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho mỗi nhân viên, để chúng ta cùng nhau thực hiện công việc chung và đạt được thành công, cụ thể là thương mại hóa công nghệ cuộn dây kết hợp Slavyanka. Và các bạn biết đấy, ngoài những nhiệm vụ như vậy, còn đang được giải quyết những vấn đề không ít quan trọng hơn liên quan đến việc tổ chức vệ sinh sạch sẽ. Một số lao công, các phụ nữ dọn dẹp đã được bổ sung thuê vào làm việc. Chúng tôi đang thực hiện hết tốc độ công việc loại bỏ bụi xây dựng, nghĩa là tất cả những gì chúng tôi đã tuyên bố và hứa hẹn thì chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Một lần nữa, chúng tôi quay trở lại các mối quan hệ. Tất cả chúng ta đều nhớ rất rõ rằng chúng tôi có một sản phẩm như máy mài góc đã được cấp chứng chỉ cho 3 mẫu khác nhau, và chúng tôi đang chuẩn bị cho việc bắt đầu quá trình tiền sản xuất, tức là lô hàng thí điểm và sau đó là sản xuất hàng loạt. Và để thực hiện được điều này, bao gồm cả việc phải loại bỏ hết bụi ra khỏi các gian phòng. Loại bỏ bụi xây dựng có nghĩa là hoàn thành các công việc gây bẩn, chẳng hạn như làm việc với vữa, gạch, cũng như lắp đặt hệ thống thông gió, vân vân và vân vân. Có một số công việc hoàn thiện khác cũng đang được hoàn thành song song đúng vào lúc này. Và tất nhiên việc dọn dẹp lãnh thổ nữa, vì vậy cần phải có thêm nhân viên và cần thiết phải tạo thêm chỗ làm việc cho nhân viên nữa. Và để tạo ra chỗ làm việc thì công việc hoàn thiện phải được kết thúc. Vì vậy, chúng tôi đang làm việc trên mọi phương diện. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tôi hy vọng video này không được trang trí cầu kỳ lắm, nhưng tôi đã cố gắng thể hiện nó như thực tế hiện tại, không có bất kỳ một sự tô điểm thêm nào. Vì vậy, hãy nhớ đăng ký theo dõi trang mạng xã hội của chúng tôi, hỗ trợ dự án, hỗ trợ kênh truyền thông này. Tốc độ đầu tư hiện đang có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ làm việc. Vì vậy, mọi thứ đều nằm trong tầm tay và thuộc khả năng của chúng tôi và các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại.